Mic Group, IEX Group đồng hành cùng chương trình. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia, thời điểm từ nay đến cuối năm sẽ là giai đoạn khó khăn về dòng tiền đối với các doanh nghiệp do thời gian đáo hạn trái phiếu cận kề. Đáng lo nhất vẫn là nhóm doanh nghiệp bất động sản sau cuộc đua phát hành trái phiếu ở giai đoạn 2019-2021. Việc các doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu giai đoạn 2019-2021 làm gia tăng áp lực đáo hạn vào năm 2022-2026. Theo ước tính của công ty chứng khoán KB Việt Nam, năm 2023 và 2024, tổng giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp lần lượt đạt 374.300 tỷ đồng và 381.200 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, lần lượt đạt 120.400 tỷ đồng, chiếm 32,1% và 121.100 tỷ đồng, chiếm 32%. Như vậy, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức trong việc huy động vốn để trả nợ. Một trong những kế hoạch được doanh nghiệp tính đến nhiều nhất là huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu mới để đảo nợ. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch này không dễ bởi hàng loạt khó khăn đến từ chính sách và nhu cầu thực tế. Về mặt chính sách, mới đây, dự thảo sửa đổi lần 5, Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp được công bố với các thay đổi theo hướng tiếp tục siết chặt hơn đối với các tổ chức phát hành và nhà đầu tư. Đầu tiên là quyết định cấm doanh nghiệp phát hành trái phiếu để góp vốn dưới hình thức góp vốn hoặc mua cổ phần tại doanh nghiệp khác hoặc cho doanh nghiệp khác vay vốn. Kế đến là yêu cầu tổng dư nợ trái phiếu không vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh năm liền kề có lãi và không có lỗ lũy kế. Một yêu cầu khắt khe khác quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được mua trái phiếu riêng lẻ do công ty đại chúng phát hành và phải có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh thanh toán. Dự thảo này nếu được thông qua sẽ khiến các doanh nghiệp vốn gặp khó khăn tài chính, giới hạn trong việc tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng sẽ không thể phát hành trái phiếu riêng lẻ.